Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng vừa cập nhật một số loa subwoofer, anh em thường gọi là loa siêu trầm, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Các sản phẩm này đều là hàng đấu mạnh từ Nhật và từ Mỹ về. Đó là các dòng như là Yamaha Vua Bát SW800, nhỏ hơn là Yamaha SW315225. Các dòng loa sub của thương hiệu Paladin, lừng danh thế giới cũng đang có mặt ở đây. Các dòng loa sub như là Bose SW4, mẫu loa khá hiếm của thương hiệu Bose cũng đang có mặt ở đây. Thì chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn và sẽ báo giá cũng như là quân sư để quý vị và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với không gian gia đình cũng như là phù hợp với dàn âm thanh gia đình mình. Tất cả những mẫu loa sub này thì chúng ta sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV Pro N của Ý. Dây này hàng Made in Italy. Món quà này trị giá 450.000 sẽ dành tặng cho tất cả những mẫu loa sub mà Tiến Dũng sẽ giới thiệu ngay sau đây. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu mẫu dây AV này với chất lượng rất tốt và mức giá bình dân. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên góc phải màn hình. Hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những sản phẩm, những chương trình khuyến mại ưu đãi cũng như là những video chia sẻ của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đường link của trang web và đường link của nhóm Zalo tôi để ở dưới phần mô tả. Mở màn cho video ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là Yamaha SW800. SW800 của thương hiệu Yamaha được anh em chơi audio mệnh danh là vua của loa bass. Dòng này cho tiếng bass rất mạnh mẽ. Đây là những sản phẩm hàng đấu mạng trực tiếp từ Nhật về, hàng siêu thị. Có thể nói là đẹp gần như mới. Hai chiếc này về thì Dũng còn tem cờ và còn cả catalog. Với Yamaha SW800 này có kích thước khá phù hợp với các không gian hầu đa gia đình. Các không gian tầm như là 40m cho đến 6-70m. Quý vị và các bạn sử dụng mẫu này là vừa. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng cỡ 45, chiều sâu 45 và chiều cao khoảng 45. Đây là kích thước ước tính để quý vị và các bạn có thể cân nhắc trong không gian gia đình mình. Loa sub này có một bát điện loại 25cm. Bát úp đất. Với máy này sử dụng điện là 100V, công suất nguồn là 185W và công suất ngõ ra loa lên đến 1000W. Đây là miếng nhôm giải nhiệt phía mặt sau. Loa này sử dụng 8 sò mốt phép. Âm thanh của dòng này rất mạnh mẽ. Quý vị và các bạn có thể hình dung được là công suất ra loa đến 1000W. Âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Các anh em có các không gian nhỏ tầm dưới 30m2 nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mẫu này bởi vì âm thanh của nó rất mạnh. Yamaha SW800 thì cũng đang phục vụ với tình trạng hàng siêu đẹp. Riêng với bạn bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Bản màu đen thì cũng phục vụ là 14 triệu và bản màu vàng thì Dũng phục vụ là 15.500.000. Tất cả đều tặng theo một cặp dây AV Pro N của Ý chiều dài 1m. Quý vị và các bạn chuyển tiền đủ Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển hoặc là anh em có thể đặt cọc trước 20% nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thu hộ tiền COD thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu loa sub nữa, loa siêu trầm. Đây là hai mẫu đen có cấu hình nhỏ hơn là SW800. Phía dưới này là Yamaha SW315. Đây là một mẫu loa có phân khúc giá vừa túi tiền hơn, tuy nhiên thì âm thanh của nó cũng rất tốt. Một bát 25cm, vỏ màu vàng, có các vân gỗ ở đây rất đẹp. Lỗ thông hơi ở đây. Đây là giao thức phía mặt sau. Điện 100V, công suất nguồn là 100W và công suất ngõ ra loa là 250W. Nó rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể kết nối với cổng jack RCA hoặc kết nối với cổng chạm dây loa. Ở đây có nút auto off rồi có nút đảo pha. Những chiếc loa sub này rất dễ lắp đặt. Bất cứ ai khi sử dụng âm thanh thì cũng đều có thể lắp đặt được một cách rất dễ dàng. Trong trường hợp các anh em lúng túng trong việc lắp đặt thì Tiến Dũng sẽ gọi video để hỗ trợ với những anh em đã mua sản phẩm bên Tiến Dũng. Công tắc tắt mở nguồn, chế độ nghe nhạc, xem phim hoặc là hát karaoke. Hai cớt là cắt tần số, volume là tăng cường âm lượng. Sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ với mức giá là 10 triệu. Chiếc này sẽ phù hợp cho các không gian tầm từ 25 cho đến 40m2. Tiếng rất tốt. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Phù hợp cho hầu đa các dòng loa. Có rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là tôi có loa này, loa kia thì nên ghép loa sub nào. Thì thông qua đây Tiến Dũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là với một chiếc loa sub thì anh em sẽ
sẽ ước chừng cái không gian gia đình mình. Ví dụ như Tiến Dũng nói là 40 mét vuông sử dụng chiếc này là vừa, 50, 60, 70 mét vuông sử dụng chiếc 800 này là vừa. Còn các không gian nhỏ hơn thì anh em sẽ sử dụng chiếc Yamaha 225 này. Chiếc này 1 bát 20 sẽ phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 25 mét vuông. Với vỏ thùng được hãng sản xuất với màu cherry là rất đẹp, màu gỗ lạ. Yamaha SW225 có bộ điều khiển phía mặt sau, volume, cắt tần số, các chức năng như là off standby cũng như là đảo pha và high cut filter. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 50W và công suất ngõ ra loa của chiếc này là 180W. Nó chơi khá mạnh mẽ trong các không gian tầm trên dưới 25m². Chiếc Yamaha SW225 này có mức giá là 5 triệu. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là những chiếc loa subwoofer đến từ trời Tây. Đó là Paladin, Paladin 12 và Paladin 1000. Trong đợt hàng này thì Tiến Dũng cũng phục vụ với những sản phẩm này với mức giá rất ưu đãi, rất tốt. Những sản phẩm này đều được ship trực tiếp về từ Mỹ do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn rất kỹ lưỡng, từng ly từng chút. Trước mặt quý vị và các bạn là hai chiếc loa subwoofer của thương hiệu Paladin. Chiếc ở phía trên là model PDR12. Chiếc này sử dụng điện 120V. Công suất nguồn của chiếc này là 200W và công suất ngõ ra loa của chiếc này là 450W. Nó rất mạnh mẽ. Chiếc này có hai lỗ thông hơi, miếng nhôm giải nhiệt ở đây. Chúng ta có thể kết nối với vang hoặc là âm ly thông qua jack RCA này, hoặc là kết nối với chạm dây loa của các âm ly hoặc cục đẩy thông qua chạm dây loa này. Chiếc này sử dụng bass 30cm. Tiếng của dòng Paladin này rất mạnh và đặc biệt âm bass của nó rất sâu. Paladin model 12 BDR12 với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, 1 bát 30cm. Đây là dòng rất đáng chơi của thương hiệu Paladin với phân khúc giá. Trong đợt này giá cũng rất tốt, 14.500.000. Phần simile của hãng được thiết kế là có các đường sọc vân gỗ ở đây, rất đẹp. Thì thế này tương tự như vậy là một chiếc có cấu hình lớn hơn của thương hiệu Paladin. Đây chính là Paladin model. Model của chiếc này là PS1000. PS1000 có cấu hình lớn hơn, điện 120V, công suất nguồn là 250W và công suất ngõ ra loa là trên 500W. Chúng ta có thể kết nối với trạm dây loa hoặc là kết nối với trạm bông sen của vang hoặc là của các thiết bị như là mixer hoặc là preamplifier của các dòng âm ly. Chiếc này có 3 lỗ thông hơi ở đây, miếng nhôm giải nhiệt của nó rất lớn. Phần simile hãng trang trí bên ngoài có đường sọc vân gỗ ở đây. Thông qua camera thì cũng khó thấy, tuy nhiên đây là một chiếc có màu sắc rất đẹp, cũng như là chiếc trên này. Chúng ta thấy các vân gỗ ở đây. Paladin model SP1000 với mức giá thông thường, giá thị trường khoảng 18.500.000. Trong đợt này thì Dũng phục vụ với mức giá tốt hơn rất nhiều, chỉ 17 triệu. Quý vị và các bạn hãy sớm liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm mà chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và mức giá rất ưu đãi trong đợt hàng này. Tất cả những sản phẩm hàng bãi này Tiến Dũng đều bao zin từng chi tiết nhỏ nhất và bao đúng xuất xứ, ghi trên tem, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc loa siêu trầm nữa. Và trong đây Tiến Dũng về một cặp loa Cooper Series 3, đây là dòng loa lời. Quý vị và các bạn đều biết là với những chiếc loa siêu trầm này là để hỗ trợ tiếng bass. Còn đối với những chiếc loa lời, loa full range toàn giải này để hỗ trợ hai giải âm thanh. Một là giải trung âm và hai là giải treble. Khi chúng ta có một cặp loa lời vào thì bao gồm cả dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke sẽ cho âm thanh tốt hơn rất nhiều. Nếu như chiếc loa subwoofer, loa siêu trầm được ví là một thìa muối bỏ vào nồi canh để cho nó đầm hơn, ấm hơn, hay hơn, thì với những chiếc loa Cooper này được ví như là những thìa hạt nêm bột ngọt giúp cho dàn âm thanh của chúng ta lung linh hơn, ngọt ngào hơn rất nhiều. Anh em thường ví von như vậy. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Cooper Series 3 hàng Mỹ. Đây là loa Mỹ và được sản xuất tại Mỹ của thương hiệu Bow. Cấu tạo của loa này là hai loa toàn giải loại 8cm. Và một cặp như vậy chúng ta sẽ có hai cục. Tất cả bao nhiêu đây là một cặp. Trên mỗi loa như vậy chúng ta có thể xoay qua xoay lại được. Loa này có công suất là 80W và trở kháng là 8 ô. Với sản phẩm này quý vị và các bạn có thể phối ghép với hầu đa các dàn âm thanh trên thị trường.
tất cả bao gồm các dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Đây là một sản phẩm cho tiếng trung âm và tiếng chép rất tốt. Mức giá thì lúc đang phục vụ sản phẩm này chỉ 3.600.000, tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức Made in Germany. Món quà này trị giá 300.000. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các anh em muốn đặt cọc thì chúng ta có thể đặt cọc trước 1 triệu cho sản phẩm này. Phía dưới này là một chiếc loa Super Woofer, loa siêu trầm khá hiếm đến từ thương hiệu Bose, hàng Mỹ. Đó là mẫu loa Bose SW4. SW4 là một mẫu loa rất đáng chơi của thương hiệu Bose, hàng Mỹ. Ở đây hãng đề Super Woofer, tức là loa siêu trầm. Phía mặt trước đầy đủ các nút chỉnh như là volume, cắt tần số, đảo pha, công tắc nguồn ở đây. Chiếc này sử dụng nguồn điện tử, anh em thường gọi là nguồn xung. Loa này sử dụng 4 loa bass của Bose loại 16cm với gân cao su. Và điều đặc biệt ở mẫu loa Bose SW4 này, củ loa bass của nó rất lớn. Trong này cho tiếng thiên mềm. Các anh em muốn chơi kiểu như là nhạc DJ, nhạc đen thì chúng ta nên cân nhắc. Trong này sẽ phù hợp cho những nhạc kiểu như Tiến Dũng đang nghe ở đây, kiểu nhạc sống như vậy, hoặc là các dòng nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm như là nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc các thể loại nhạc có tiết tấu vừa và chậm. Mẫu loa Bose SW4 hàng Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Mẫu này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 95W và công suất ngõ ra loa là 250W. Đó, rất mạnh mẽ. Hai bên hông có hai logo của thương hiệu Bose. Chiếc này có trọng lượng lên đến 25kg, rất nặng. Kích thước chiều ngang ước tính 40, chiều sâu ước tính 40 và chiều cao khoảng 45cm. Mức giá trong đợt này Tiến Dũng phục vụ là 11 triệu. Tất cả bao zin và bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng kèm theo phần quà tặng trị giá 450.000 là một cặp dây AV Ý. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một là siêu phẩm của thương hiệu Yamaha. Đó là Yamaha SW1000. Tất cả các dòng loa Yamaha mà Tiến Dũng vừa giới thiệu thì đều có công nghệ ActiSecVo. Quý vị và các bạn đều biết là công nghệ ActiSecVo là công nghệ đồng pha. Nó sẽ đồng pha với những cặp loa mà nó được hỗ trợ. Chiếc loa súp này có cấu hình rất lớn, kích thước chiều ngang ước tính khoảng 50cm, chiều cao khoảng 45 và chiều sâu khoảng 45. Chiếc này trọng lượng đến khoảng 48kg, nó rất nặng. Một bát 30, màng giấy, gân vải, lỗ thông hơi của loa nằm phía trước, các nút chỉnh nằm phía trước. Mẫu loa này có e căng hình tròn và chúng ta có thể tháo được ra như vậy. Yamaha SW800 sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 100W và công suất ngõ ra loa là 300W. Chiếc này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm từ 25 cho đến 50 m2 là vừa. Với dòng Yamaha này, dòng 1000 sẽ cho tiếng bass thiên mềm. Còn đối với các dòng loa như là SW800 và 315 cũng như là 225 vừa rồi cho tiếng thiên lực. Các anh em thích tiếng mềm sâu. Với kinh nghiệm chung thì các anh em muốn tiếng bass mềm sâu thì sử dụng các dòng loa sub bass có bass trực diện phía trước sẽ cho tiếng mềm sâu. Còn đối với các dòng loa sub bass úp đất thì sẽ cho tiếng bass thiên lực hơn. Yamaha SW1000 là ví dụ cho việc mềm sâu. Chiếc này cho âm thanh rất mềm và rất sâu. Yamaha SW1000 thì Dũng đã phục vụ trong đợt này với mức giá chỉ 13.500.000. Với chiếc này thì Dũng sẽ bao phí ship toàn quốc khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Đối với các anh em đến tận shop lấy thì Dũng sẽ bớt một chút tiền xăng xe. Ngoài các sản phẩm này ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng có rất nhiều các sản phẩm khác như là loa Bose 8.2, mức giá chỉ dưới 20. Các dòng loa Bose như là 3 là 1 AV Monitor, mức giá 14. Hiện nay shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn chúng tôi cũng đang là đại lý chính thức của những sản phẩm đầu giải mã DAC, nhạc chất lượng cao 32bit chuẩn Hi-Res Audio với mức giá dao động từ khoảng 4 triệu mấy cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm mà mình quan tâm với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.